đây rồi, không phải Gap cũng chẳng phải Sukuna. Đối với mình, đây mới là chân ái của update 6 Anime Defender từ ngày đầu cập nhật cho tới giờ. Chào mừng mọi người trở lại với chơi game cùng 4 nút, và lại là mình Quang đây. Nghe xong mở đầu, chắc một số anh em đang sở hữu một trong hai hoặc thậm chí cả hai unit trên sẽ thấy lấn cấn này. Đôi khi một số người quá khích lại sắp nhảy vào bình luận tranh cãi ầm ĩ luôn cho mà xem. Ấy, nhưng mà khoan, cứ bình tĩnh từ từ xem hết video đã nhé. Biết đâu anh em lại đổi ý thì sao? Và tất nhiên rồi, unit khiến mình mê hơn cả mấy nhân vật trên chính là Elf Saint. Hay thôi cứ đơn giản gọi là thánh nữ nhé anh em. À mà không phải mấy thánh nữ này đâu nha. Đùa vui vậy thôi, chắc cho đến thời điểm video này được công chiếu thì ít nhiều anh em cũng đã xem, biết hoặc thậm chí đã trải nghiệm được tất cả các unit tiến hóa lần 2 rồi ấy chứ. Còn anh em nào chưa Evo lần 2 được unit nào không, điểm danh ngay bên dưới này nhé, để xem lúc nào gặp thì mình sẽ kéo cổng luôn. Và mình tin chắc hầu hết mọi người đều mong có thể sở hữu được Gap hoặc chí ít là Sukuna. Nhưng mình thì ngược lại, đó lại không phải là hai unit mà mình muốn có nhất trong bản cập nhật lần này. Tất nhiên, không phải bởi chúng yếu, thậm chí nếu nhìn vào các chỉ số thì chúng còn mạnh hơn cả thánh nữ nữa. Đây này, nhìn vào quả Gap với Almighty lẫn full 3S mà xem, nó chấp cả mấy secret luôn đấy chứ. Nhìn thế này mà không thèm mới là lạ. Thế nên bản thân mình cũng vậy thôi, Prime Commander ban đầu thì cũng là mục tiêu của mình, cho tới khi mình nhận ra thánh nữ có một yếu tố cực kỳ lợi hại, đôi khi nó còn hữu ích hơn cả đam to nữa, anh em hãy cùng mình khám phá nhé. Vì bản thân mình không phải là người chơi từ những ngày đầu Anime Defender ra mắt, nên thánh nữ đối với mình gần như là một unit mới cứng, thế nên cứ đưa nó vào Infinity để test bộ kỹ năng đã nhở. Nếu tìm kiếm nhanh trên YouTube thì thực tế đã có rất nhiều video giới thiệu về bộ skill của unit này. Vì vậy, mình sẽ chỉ nhắc lại và tóm tắt theo những gì mình biết về nó thôi nhé anh em ơi. Đầu tiên, cứ xét về giá tiền để mang unit này vào trận đấu trước đã. Anh em sẽ chỉ tốn có 1.500 là có thể đạt được thánh nữ rồi. Và đấy cũng là một lợi thế không hề nhỏ khi mà mọi người sẽ có thể thủ thành từ rất sớm, bởi chỉ số sát thương của unit này cũng tương đối ổn khi được trang bị Almighty. Các kỹ năng đầu của thánh nữ đều là dạng chùm năng lượng, tấn công lên quái trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, ngay ở level 5 thì unit này đã có thể đánh lan toàn bộ khoảng cách có thể công kích của nó. Điều này vô cùng có lợi vì anh em đều biết rằng các unit như thế này thì có thể đạt được ở rất nhiều vị trí khác nhau, tạo lợi thế không hề nhỏ. Và tương tự như thế, từ level 7 cho tới max thì phạm vi tấn công được mở rộng thêm cùng tốc độ spam kỹ năng thì khỏi phải bàn luôn anh em ạ. Nhất là khi mọi người trang bị được Storm Spirit cho nó. Và đây rồi, đã tới lúc mình nói về điều mà cá nhân mình đánh giá rằng thánh nữ chính là unit nên sở hữu nhất trong bản cập nhật lần này. Đó chính là quả kỹ năng bi động quá chất lượng này. Nó gần tương tự như Divine Spirit, nhưng lợi hại ở chỗ cứ sau mỗi 3 lượt công kích thì quái sẽ bị đẩy lùi trong 5 giây. Mà anh em biết rồi đấy, Divine Spirit thì phải hồi chiêu mất 30 giây cơ. Thế thì kỹ năng bi động của thánh nữ mà kết hợp với cả Storm Spirit thì thậm chí còn hiệu quả hơn. Chưa kể, như mình vừa đề cập ở trên, thì các đòn tấn công của unit này phần lớn là đánh lan toàn bộ phạm vi công kích. Thế thì chê làm sao được bây giờ anh em ơi, quá lợi, quá hữu ích cho rất nhiều đội hình, kể cả những đội hình ở chế độ chơi bình thường cho tới Infinity. Có anh em nào cũng nghĩ như mình không? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé. Tất nhiên, dù là rất mê unit này nên mình đã cố gắng sở hữu nó ngay từ đầu, nhưng thành thật mà nói thì Gap cũng như Sukuna chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo của mình. Và anh em thấy sao? Nếu mình làm các video tiếp theo về đội hình phù hợp với lần lượt từng unit trong chính bản cập nhật 6 lần này, mọi người hãy chờ đón xem nhé. À quên mất, vẫn như mọi khi, nếu mọi người yêu quý mình cùng cả team 4 nút thì đừng quên cho bọn mình một like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.